Tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ chính bởi nhãn hàng Liverpool OBC, thanh nhiệt giải độc, phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan. Đến hàng lại lên, chúng tôi cùng quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối cho những cặp đôi có thể nói đang gọi cô đơn đó quý vị. Họ sẽ đến với nhau, hẹn hò với nhau và tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi, xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không, cái duyên có đến hay không. Quý vị chờ xem nha. Hả màn. Dạ, một mối tình chính thức là kéo dài khoảng 7 năm. Kéo dài luôn. 7 năm. Em cảm nhận là anh nói giọng nghe cũng dễ thương. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Thanh Vân. Em 29 tuổi, hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào khán giả, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em bạn. Là tên là Trần Đại. Em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em ở Khánh Hòa. Em làm việc gì hả Đại? Em làm bên lĩnh vực tư vấn thiết kế nội thất. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em chỉ thích hát nè, rồi thích đi du lịch nè, rồi với lại thích nấu ăn. Rồi. Còn điểm yếu của em là hay quên lắm chị ơi. Rồi em trai. Ưu điểm của em là luôn có lối sống tích cực lạc quan, luôn cố gắng làm việc chân thành với mọi người, hòa đồng dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi hơi nóng tính, cũng hay quên, với lại đôi khi sơ sài trong những vấn đề giấy tờ. Hai người hay quên hết là mệt lắm á. Bây giờ bên kia hay hát là thích hát nè. Mình hát bài cho nó vui cái coi. Em xin trình bày hai bài Túp Lều Lý Tưởng được không ạ? À? Được. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong rằng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tấm lều tranh. Nãy em nói là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi chị. Em 29 tuổi là sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 88 ạ. Bạn trai sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 89. Ủa sao nãy cũng nói 29 tuổi? Vậy là bên kia lớn đầy tuổi đó. Đây lớn đầy tuổi. Dạ em thấy sao? Dạ thì giúp gái lớn 2, vậy trai lớn 1 thì lớn có 1 à? Dạ bình thường chứ. Bạn trai có ngại gì không? Em thấy cũng bình thường chị, coi thử có hợp hay không thôi à. Bạn gái hát thì hát bài đáp lại thôi. Dạ thật sự thì em cũng chưa chuẩn bị bài hát nào hết, nhưng mà em sẽ nhớ một đoạn bài hát em để em hát thôi. Đúng rồi. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu, trốn xa xôi kia mang theo kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Được. Dạ được. Hai cặp này về song ca với nhau được. Bây giờ tình trường của mình thì sao em? Dạ tình trường của em thì em có hai mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên thì chỉ mấy tháng là không đáng nhớ. Còn mối tình thứ hai thì em quen được 4 năm rồi chị. Dạ, 4 năm. Người chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng được 1 năm rồi ạ. Tại sao chia tay? Dạ thì do là thứ nhất là do quen lâu dài thì phát hiện ra có một vài cái mâu thuẫn nhỏ đó chị, rồi từ từ dẫn tới là tình cảm nó nhạt nhòa không được như xưa nữa, nên thôi thì bạn kỳ ấy... quen lâu dài mà mới phát hiện ra mâu thuẫn nhỏ thôi. Dạ mà không xử lý được hả? Từ cái nhỏ gom lại một thành cái lớn luôn anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một mối tình chính thức là kéo dài khoảng 7 năm. Dạ. Mấy năm? Quá dài luôn. 7 năm hả? Từ năm đầu sinh viên tới bây giờ. Tới nay giờ thôi. Mới đây luôn hả? Dạ không. Ở đây khoảng hôm năm rồi. Tôi tưởng mới đây là thôi nghỉ à. Dù bạn nó trở lại thì sao? Thật ra thì cho dù có hai người trở lại cũng không được nữa, cho nên mình chấp nhận cái gì quá khứ là quá khứ. Nhưng mà cái đó anh nghĩ nè, 7 năm trời có cái chuyện gì nó căng thẳng lắm mới chia tay chứ. Thật ra là do em nhiều hơn, cái tình cảm nó tan vỡ dần dần, những cái nhỏ nó sẽ góp nhặt thành những cái lớn nó bùng nổ. Lúc đó là mình sẽ mấy mối tình dài xảy ra một bài một. Nhận lỗi như vậy là đàn ông mà nhận lỗi thế là tốt. Dạ đó là bài học lớn á. Thì thật ra những cái mối tình nào mà dài nó cũng trải qua bao nhiêu đó chuyện à, rồi cuối cùng không vượt được cái tôi của mình rồi là chia tay. Bây giờ mình bỏ chuyện cũ, lật sang trang mới ha. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là thứ nhất là đầu tiên là đừng có gia trưởng quá chị. Em thích được cao to một xíu, có công ăn việc làm ổn định, rồi biết quan tâm chăm sóc bạn gái. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn nam? Dạ
cam ram chị, với lại là không có được gọn gàng sạch sẽ. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là người như thế nào? Phải biết lo lắng về và cân đối giữa chuyện công việc với gia đình. Về ngoại hình thì tương đối là dễ nhìn, nói chung cũng xinh xắn, dễ thương. Dạ. Yeah. Rồi, không thích điều gì ở phụ nữ? Nói chuyện vô duyên. Gái mà vô duyên chắc mệt lắm nha. Không biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình và không chung thủy. Thôi nói chung đã vô duyên rồi là không có gì trơn. Vậy đi. Chào rồi, chị. Chào em. Dạ. À, sạch sẽ gọn gàng ha. Bạn gái thì thích như vậy thôi. Em có hay ghen không? Dạ cũng có, nhưng mà không kiểu là mất kiểm soát hay là vô cớ hay là gì đó. Nói chung là ghen có kiểm soát. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì tùy tình hình, ví dụ như có thể là cuối năm hoặc là sang năm. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ tất nhiên là mình phải có sự chuẩn bị rồi chị. Lấy nhau về rồi mình hai vợ chồng đến ở đâu? Hiện tại thì em chưa có mua nhà. Nhưng mà khi mà bắt đầu là có gia đình thì em phải sẽ tính tới cái chuyện là sẽ mua nhà. An cư mới lạc nghiệp. Dạ. Được ha. Dạ đúng rồi. Mình có làm dâu gì không hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ không, tại vì ba mẹ em không ở Sài Gòn. Công việc ổn định ha. Dạ. Rồi như vậy là quá tốt rồi, chuẩn á, nhà trai bữa nay ngon á. Được á em, cố gắng nha. Để anh qua anh thăm đàn gái thôi. Thăm đi, thăm thoải mái. Dạ em chào anh. Chào em. Bây giờ em nghe cái tiếng nói anh đó, em cảm nhận thế nào về anh? Em cảm nhận là anh đã có sự rất là thân thiện. Ừ, đúng rồi. Giọng nghe cũng dễ thương. Ừ. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Dạ. Vậy đi. Ha. Dạ. Nhưng mà anh sống đây có một mình, chưa có nhà cửa gì hết. Dạ. Thì em tính sao? Thí dụ hai người lấy nhau sao? Ở nhà trọ được không? Thì thời gian đầu nếu khó khăn thì hai người phải thông cảm cho nhau. Về mình giữ tiền hay để chồng giữ tiền? Dạ thì nếu mà được thì em giữ thì tốt hơn. Phụ nữ bao giờ thích giữ tiền ha? Dạ. Anh có mối tình 7 năm mà anh phải chia tay. Em có ngại khi mới chỉ có 1 năm mình quen với anh không? Vấn đề đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã hiểu được cái cảm giác đó. Rồi trong mới... em có chữa lành vết thương được cho anh ấy không? Dạ đúng rồi. Em hy vọng em sẽ là liều thuốc cho trái tim. Hay quá. Cô dâu tương lai là một người con gái thông minh đấy. Được thông ha. Minh. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, cái mình này, cho hai bạn gặp mặt ha. Gái. Dạ có, em đi với mẹ của em ạ. À. Dạ chào cô. Chị chào Cát Tường. Cô thấy con rể tương lai của cô thế nào? À, cô thấy thì cũng được, cũng bạn trai, cũng đẹp, cũng dễ thương, dễ mến. Nhưng mà đó là do quyền của Vân. Nói gì với bác đi. Dạ thì nếu mà được tiến tới thì tình hình giữa hai người như thế nào? Thôi còn... sự ủng hộ của bác và gia đình. Thì được. Dạ. Cũng vậy. Cảm ơn bác. Con cứ tìm hiểu nhau đi. Ý cô trước là được không? Thì cô thì lúc nào cũng được rồi đó, cũng được. Được. Ừ, cũng vừa mắt rồi. À, vừa rồi hả? Cũng thích rồi. Ưng cái bụng chưa? Ưng cái bụng rồi. Dạ. Nhưng mà do con. Rồi, cảm ơn cô. Vậy được rồi ha. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Mắt ưng cái bụng rồi đó. Bây giờ em đi với ai đâu? Dạ em đi với ba em, chị em và một người bạn thân. À, chào chú. Anh Quyền Linh. Dạ, chào chú Cát Tường. Nói chung là gia đình tôi thì chỉ có hai con thôi. Mình cũng rất là mong cháu. Cho nên là cứ thúc cho cậu lớn nhà mình là cứ vợ đi. Thì mong là mọi được sự ủng hộ của gia đình bên kia để cho cháu nó đến hôn nhân thì tốt nhất. Dạ, dạ. Rồi, hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Kéo màn. Mình có món quà tặng bạn. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ bắt đầu ngay từ lúc này, mình không có mình với bạn nữa mà anh với em như thế tình cảm nha. Dạ, mình nghĩ là anh nghĩ là trước hết thì mình sẽ dựa vào cái cảm giác á, để mình có thể đến với nhau hay không và chọn nhau hay không là do cảm giác của mình. Anh xin phép hỏi em trước nhé. Dạ anh hỏi là theo em thì những cái yếu tố nào quan trọng nhất là để giữ gìn cái hạnh phúc hôn nhân? Theo ý kiến của em thì yếu tố quan trọng nhất đó là thông cảm và hiểu cho nhau, cân đối giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ cảm ơn anh. Em có điều gì muốn hỏi lại anh không? Bây giờ hiện tại thì em biết là anh chia tay mối tình là 7 năm rồi, nhưng mà em hy vọng là đừng để mà quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai hiện tại. Đó, em chỉ mong muốn điều như vậy thôi. Chúng ta cảm nhận gì về người đối diện của mình? Em rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ nhìn. Có gu thời trang cũng khá ấn tượng. Nhìn em rất là chững chạc, có một cái suy nghĩ khá là sâu sắc. Dạ, chưa kéo màn lên thì em nghe cái giọng nói của anh thật sự rất là dễ thương. Khi mà tiếp xúc với anh rồi thì em thấy là
hợp nhất hơn. Hợp Anh cảm ơn. Anh nghĩ thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nên dành thời gian nhiều hơn. Chứ đừng để mà gặp nhau ít quá. Dạ. Thì nó sẽ cũng không có, nó cũng phai mờ đi. Dạ đúng rồi anh. Con cái sao? Thích trai gái nào bày tỏ quan điểm luôn. Dạ, con gì cũng được, miễn là con mình thôi chứ cũng không có gì. Con gì khác thôi nha. Bây giờ hai chồng thử tính cái kinh tế làm sao để phát triển kinh tế. Đúng đó. Cái kế hoạch tương lai mình định làm cái gì? Rồi đâu hai chồng, hai bạn tính thử thôi. Thì em nghĩ là cuộc sống bây giờ cái gì đó mức giá nó cũng leo thang nên sống mình phải biết là tiết kiệm. Anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại thì anh cũng có mở riêng cho mình một cái công ty nhỏ nhỏ để chuyên về thiết kế thi công nội thất cho căn hộ biệt thự nhà ở này nọ cho khách hàng. Và một cái sự chuẩn bị cho tương lai của đàn trai cũng khoe với đàn gái luôn. Khoe em. Cái nhà này thì năm ngoái thì thiết kế cho khách mà khách họ bỏ chạy rồi. Cái này mình rất là thích cái thiết kế này cho nên mình nghĩ là sẽ dành cái thiết kế này sau này cho cái nhà mình nếu mình mua sau này. Vậy thôi. Đẹp quá. Đây là cái nội thất của nhà. Đây là cái phòng khách. Còn đây là cái phòng ngủ. Cái này chủ nhà rất là thích mà nhưng mà rốt cuộc không ký hợp đồng thi công. Nói gì đó hoài. Tôi giới thiệu cho, không giới thiệu gì đâu mà cứ người ta rút lại hoài. Giống như là cũng đây như là đó. Hướng tới tương lai. Mặc dù anh vẽ cho người ta nhưng mà anh nghĩ rằng nó sẽ là của mình. Đó. Phòng ngủ của hai đứa. Giữ đi cưng. Cái giường của hai đứa. Giữ đi cưng. Giường ông mang bà mối. Một cái thiết kế rất đẹp. Nhưng mà anh nghĩ rằng với một cái khát vọng, một cái ước mơ thì ở đây nó cũng không xa vời gì lắm đối với hai em. Rồi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trước hàng triệu khán giả đang xem, trước ba mẹ, ông bà, người thân của chúng ta, chúng ta không phải không nói dối con tim được nha. Phải thật. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm rất đều, rất nhịp nhàng. Bấm tay nhau đi hay. Chàng trai cô gái rất dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Tiến Thắng. Ở nơi đó sẽ không gian rất lãng mạn. Chúng ta đến để trò chuyện cùng nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Và đây, phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc. Và đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là ngôi nhà trong tương lai. Và bây giờ hãy hôn nhau. Hãy xin mẹ. Con xin phép bác. Dạ, cho con được hôn con. Hãy mạnh mẽ lên nha. Một cô gái rất bằng lực đây. Hãy giữ cô ấy thật chặt. Nắm tay thật chặt cùng nhau đi một đoạn đường thật dài. Và báo tin vui cho chúng tôi. Bây giờ em biết hôn không em? Chưa có quen ai xong biết hôn. Em cũng chưa giờ nắm tay anh trai bao giờ. Chưa luôn hả? Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á thì nửa bên kia điền tên của em. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời, hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Đó. Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền, 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi Kinh. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái qua cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn á hả? Dạ, tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên mình cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ,
Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là ừ đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại bị ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay rồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá là bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm tới nhiều khi á, em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm. Nhiều khi người ta bị phổi thì sao? Đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm. Nhiều khi nói xèo, người kia hả mở mắt ra nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi. Thôi, cứ nói xả sụt rồi, khỏi nhanh cả này nha. Bằng Nam, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, muốn nó ăn, đó là ít nói, nhắc gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ý là thấy mà mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương rồi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có không? Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ, tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. À, đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hung ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh? Hiếm mà. Cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? À, tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Em nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta, lát người ta chửi. Sao vậy? Sao vậy? Nói bạn gái lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Không biết, tức là em muốn nói lãng mạn luôn. À, không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tự nhiên thích vậy, thích nó lên luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung giật mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu có bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi, ở hai chồng ở đâu? 8 vậy. Có nhà chưa? Có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Rồi em biết hung không em? Chưa có quen ai sao biết hung. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được tận rõ cái hung không? Em hung hay là em thấy người ta hung hay là em thấy em đang hung? Thấy em đang hung. Đang hung ai? Thì trong mơ thì sao không nhớ chị? Có hung thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? Không. Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Đến quan coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. À, chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hung nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường đúng không anh? Tại em không có. Tại mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? À, em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. À, cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Bây giờ nói bên đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng là 70. 70 ha? Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. À, em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? À, có. Thế nào? Người nó cao từ 1m50 trở lên. Đây, 1m45 hả? 1m50 đến 1m60. Bên kia có 4, 10...
40 tháng à? Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kinh doanh nhận dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên này đơn giản lắm. À vậy đó là được hả? Dạ. Được đủ hả? Rồi đó. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Còn thấy nãy giờ nói nhiều. Dạ. Nó cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Hôm nay em là chị của Quyền, thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau không đi nhau suốt cuộc đời. Chị có mong muốn hồi cặp này hôn nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hôn thấy nó ngại. À, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. À, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì năm của Minh, thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền ở nào. Kéo màn lên. Rồi. Thôi anh. À, anh có muốn quà tặng em, em phải mở cho. Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra anh. Mở nắp đi. Dạ. À, anh có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Dạ anh sẽ đọc thần chú là ảnh ba la. Mở ra thì sẽ có một món quà. Thì chờ chị. Anh có thể đeo cho em. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em, đánh tóc lên, đánh tóc bằng gái lên coi, đánh tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn ạ. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Cứ cái bên ngắm mơ thế nào? Thấy được không? Được ạ. Nhìn thẳng nó nhìn anh chi. Dạ được anh. Được không? Thôi. Ok. Rồi, được rồi. Rồi, hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. À, em thích con trai hơn gái? À, em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? À, được. Được hả? Anh đích thích đi thiện nguyện không? À, có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng xa á. Em đi với đoàn hay sao rồi? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? À, được anh. Ừ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, nhìn em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À, thằng này giống em là chưa quen ai á. Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? À, ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? À, nó là cuối lắm, đúng được. Trời ơi, chưa gì nữa là cuối rồi. Chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì em có về quận 8 ở được. Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng à. À, về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối anh. Về cuối gì chưa mà là cuối gì. Trời ơi. Bây giờ mình nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Khoái dữ không? Khoái dữ. Khoái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Lại gần đó. Ờ lại đi, lại đi. Dạ dạ. Ờ, trên sợi dây chuyền em đang đeo á. Rồi lại. Có rồi một lại. Nửa là hình trái tim. Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia là điền tên của em. Dạ.
Ông xin nói lời cuối. Ông mà bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền, tính nói hồi em không bấm nút em trả thì anh sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên em nắm tay trai. Lần đầu tiên nắm tay trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt chưa nào. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có gì? Có. Làm liền. Làm liền. Cái nụ hôn đầu tiên cổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ, chừng nào nó buông ra mới buông. Làm lại. Nào quý vị. Để nguyên, để nguyên, để nguyên. Thấy được không? À. Thấy sao? Cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Là lạ. Là lạ hả? Mà vui không? Dạ vui. Phải không? Không. Phải không? Phải chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương. Đây, gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là giúp phép xem phim. Các bạn sẽ đến đó xem phim, trò chuyện nhiều hơn và đặc biệt là hôn nhiều hơn nhé. Nắm thật chặt đừng bao giờ buông tay ra nhé. Cinebox 212 lý chiến thắng đang chờ các bạn. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Nó không đó. Dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả cùng với người bạn tham gia chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non của một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên Lâm Đồng. À, Tây Nguyên Lâm Đồng. Rồi, cô gái dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nam, em 24 tuổi, quê ở Bình Phước. Hiện tại em đang sống ở Thủ Đức, làm việc tại Biên Hòa. Em làm gì em? Dạ, em làm kỹ sư hóa bên dịch vụ khách hàng công ty Sơn. Em ở đâu thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em ở quận Tân Bình thôi chị. Quận Tân Bình. Dạ. Qua Thủ Đức cũng gần. Mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu. Khuyết điểm của em, cái thứ nhất là nóng tính. Cái thứ hai là em không biết đi xe máy. Hả? Không biết chạy xe máy. Rồi hiện giờ đi làm thì sao? Dạ, em buộc phải thuê phòng gần ở trường. Đi bộ? Dạ, rất là gần, em thuê phòng rất là gần. Cũng lạ ha, trời hai mấy tuổi mà không biết đi xe máy. Dạ, em cũng không có biết sao. Em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là run. Mà em cũng đi mấy lần rồi mà đợt vừa rồi nè. Tháng 6 á, đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm. Nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nên em không có tham gia được. Nên em rất là sợ. Yên tâm, có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em. Ngồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, dễ tính, đi xe máy tốt. Và em có một số tài lẻ tẻ. Tài lẻ tẻ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hiền lành, tốt bụng. Ủa sao cho là cái đó là khuyết điểm? Dạ, tại vì nhiều khi mình hiền lành, tốt bụng quá, mình ai nhờ gì mình cũng làm, nó phiền phức cho mình. Sốc ha. Nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì, ví dụ? Em thì hay hát hò, có thể chơi đàn guitar được, có thể nhảy được, nhảy sơ sơ. Nhảy gì em? Nhảy Michael đó chị. Hả? Cái này được à? Mà làm thử coi. Để làm thử coi cái không khí nào. Cho tôi qua tôi coi với, rồi có gì tôi về tôi tân lên giùm cho. Làm luôn. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ mà đẹp trai dễ thương mà. Rồi làm đi, làm đi. Nào. Âm nhạc. Đó.
Anh rung quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì chắc là không có. Nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm. Trong bóng tối là sao? Trong bóng tối là sao? Tức là tình đơn phương ấy vậy. Em trong bóng tối. Dạ. Bây giờ muốn ra sáng không? Dạ muốn. Muốn tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình. Em thích mấy bạn mà có mắt đẹp, mắt to. Nghe giọng nói nhẹ nhàng vậy. Vậy thôi. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Mà không đó. Dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Tính cách thì em thích người biết cư xử, biết tôn trọng mọi người. Nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân? Được á hả chị? Nếu mà cũng tùy bên bạn gái thôi, nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định. Ông nói chuyện không có dứt khoát gì, rụt rè chán quá. Nhờ anh Linh hỗ trợ chút đi. Thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu. Rồi để giờ nghe bạn gái nè, lắng nghe giọng bạn gái nha. Rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, em từng trải qua 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình. Dạ. Tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? Dạ mối tình thứ nhất thì thời sinh viên, còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được mấy tháng. Chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bằng cân so sánh, nên em không muốn nên em dừng lại. Có mấy tháng cũng không có vừa gọi gì tình yêu đâu, tôi chỉ mới tìm hiểu thôi. Bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ riêng về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế, điềm đạm và tâm lý và không hút thuốc. Ồ, có hút thuốc không em? Dạ không chị. Không sao nhẹ quá. Mạnh mẽ lên đâu, thấy chưa? Bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa. Dạ không chị ơi. Tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao 1m7 trở lên, cho cái cảm giác giống như là an toàn hả chị? Chà, chắc không tới quá, bớt xíu đi em. Đúng rồi rồi. Bớt xíu đi. Bên kia được nhiêu? 65 không? Hơn. 65 thôi. Em thấy ổn rồi đó. 65 được rồi. Bây giờ những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho mang giày độn thì được 100% luôn. Coi như là khoảng 1m68 vậy đó ha. 1m68 vậy đúng không em? Dạ. Dạ em chào anh. Anh bên đây dễ thương. Dạ. Thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đấy. Em có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau về có yêu cầu gì không? Biết quan tâm chia sẻ, với lại là trung thủy, biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại. Anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy. Hôm nay em có đi với ai không? Đi với người thân không? Dạ có, chị họ của em là chị Hiền. Rồi, đâu mà chị Hiền ạ? Em chào chị Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của bé Phương. Em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn, thì cái đó em yên tâm tại vì bé Phương không biết lái xe, nên là mỗi lần đi đâu thì có người chở, chạy xe an toàn là yên tâm giao với Phương rồi. Rồi, vậy cảm ơn em. Bạn Nam, đi với ai? Mình đi với ai? Dạ, em đi với lại bạn em ạ. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn Nam thì rất là hòa đồng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc á, thì rất là nghiêm túc. Còn bạn nữ thì em thấy cũng dễ thương, hòa đồng, với tính. Dạ, em cảm ơn. Phù hợp với tiêu chí của bạn Nam. Phù hợp với tiêu chí. Nãy giờ thôi, kéo màn lên ha. Còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha Nam. Kéo màn lên. Tự tin lên xíu nha Nam. Cố lên. Cố lên. Có bó hoa tặng. Dạ, em cảm ơn. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Bình thưa anh. Ví dụ như có đám cưới thật á, thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm, em có chịu không? Dạ, cái đó không có vấn đề gì hết anh. Nói chung là... nói sao ta? Khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã có một chút thiện cảm rồi. Nãy giờ anh cũng làm nhiều trò rồi đó, làm trò nhiều rồi đó. Dạ. Thì giờ em có trò gì em làm cho anh coi. Em có trò gì em làm cho anh coi đi em. Dạ, tới chương trình hôm nay em tặng tất cả mọi người bài hát Chuyện Đóa Hồng. Sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua,
Anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em, ngắm mãi những đóa hoa hồng, ánh mắt như trầm ngâm. Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu, cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời. Em yêu thương anh lâu, cứ sao anh luôn lặng thinh. Hai người nói tính hẹn hò như thế nào đi, bàn kế hoạch đi các bạn. Nếu mà hẹn hò với nhau á, thì em thích đi những chỗ nào? Em cũng muốn đi coi phim, đi uống cà phê, trà sữa, rồi họp mặt bạn bè, hoặc là đi phượt. Sở thích của em là đi phượt. Không biết chạy xe mà đi phượt. Em ngồi đằng sau á anh. Anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Anh đã đi nhiều nơi chưa anh? Đi thì đi nhiều nơi rồi, em cũng có một vài nơi ở ngoài Bắc, Nam Trung thì cũng có hết rồi. Dạ. Thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè, giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ nè, nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào. Bạn trai, em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi, tình cảm chút xíu coi, tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi. Hôm trước em bị tông xe đúng không? Dạ, em bị tai nạn tông xe. Mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là anh vẫn không có ghi hình với một bạn nữ khác á, thì nó không còn là duyên số nữa mà nó là... Ý bạn trai như thế này, hình như hôm trước á, cái duyên là đúng, là hôm trước em bị tai nạn đó, là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác, bởi vì không biết chừng nào em sẽ trở lại. Nhưng mà chương trình vẫn chờ, vẫn tìm, và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó. Tức là cái duyên là nằm đó, đúng không em? Dạ, cảm ơn anh. Cho nên là nói chung là quyền quyết định là em, anh không quyết định gì hết. Ý bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó, đúng không? Anh nói vậy nó quạch tẹt quá. Nếu mà em muốn thì anh sẽ làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi. Còn em muốn nói gì không? Cũng rất là khó khăn mà em nghĩ là gian nan luôn á, em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh, em nghĩ cũng là một cái duyên. Nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á, thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh. Nếu như mà có quen nhau á thì trong cái nhiệm kỳ của em á thì nhiệm kỳ mấy năm, nhiệm kỳ sao, nói chung là khi nào em chán thì thôi. Còn anh sẽ không có ngoại tình từ kể cả từ trong tư tưởng đó. Em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ? Có phiếu bảo hành không? Mười ngàn năm anh. Mười ngàn năm. Trời ơi anh chàng thiết. Cô ấy nói rất là hay đấy. Dễ ha. Thương. Nào, đặt tay vào nút bấm đi em trai. Và chở nhau suốt cả nhiệm kỳ nha. Dễ nhiệm kỳ ha. Ấy là 10.000 năm nha. Trời ơi, yêu em thì nằm em chở em nào, em chán thì thôi, phải chở em đến suốt đời. 1 2 3 Hết thời gian. Ô oh. Tại sao? Nắm tay nhau đi cái đã nè. Thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy. Tại sao em bấm chậm vậy? Em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì. Tại em run quá. Nghe mấy đồng nghiệp nói gì kìa. Hôn cái đi kìa. Gì mới nghe hôn mặt mà tới mẹ tới mét vậy. Con chứ đâu phải hôn. Không phải hôn vậy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn sẽ có khoảng không gian lãng mạn hơn, có thời gian tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ. Thấy bạn gái thông minh lắm đấy. Cố lên, tự tin lên nha em. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng, được áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm chặt tay bạn gái nào. Có quà cũng phải nhớ nhắm tay bạn gái nha. Nắm rồi. Đi cho hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 10.000 năm. Rồi, xin mời hai bạn. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa.
Em hay đặt đồ mà đặt một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền. Bán kính đặt đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Anh ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ. Như vậy là một cặp đôi nữa đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Các bạn ấy cũng còn trẻ, chặng đường tìm hiểu nhau cũng còn dài và hy vọng là các bạn ấy cũng sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Ưu tiên bạn nữ đi, mời em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm. Em tên là Lê Thị Thúy Hằng. Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn. Em 27 tuổi ạ. Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Quốc Sự, 36 tuổi. Hiện là giáo viên trung học thông ở Bến Tre. Dạy về môn gì? Em dạy thể dục. Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương. Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha. Thì mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó. Có thể về Bình Dương dạy cũng được, hay chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi. Rồi thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha. Rồi cái chuyện ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau. Chắc em nói điểm yếu trước đi. Thì tính em nhát lắm. Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó. Hay mít ướt lắm. Hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á. Một khuyết điểm nữa là hay quên. Chẳng hạn như là hôm bữa em cầm chiếc chìa khóa, xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu. Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại. Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa. Về ưu điểm thì nhiệt tình trong công việc á, sống tình cảm, đối với ai thì em cũng chân thành cả. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Tại vì có những người mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á. Cho nên lý do tới giờ cũng ế. Rồi, mời bạn trai. Bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó hay nhận xét. Cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì. Rồi thật ra thì bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao. Điểm mạnh của em là bên cờ vua, chơi được bóng đá. Có điểm yếu nào? Em nấu ăn dở. Bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn xong rồi về để em dọn dẹp thì được. Thật xấu nữa là em hơi nóng tính. Em hay đặt đồ mà đặt một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đặt cho anh đựng bể. Bán kính đặt đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Tính anh nóng tính vậy nhưng mà em nhát lắm. Ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là lớn tiếng là em sợ lắm. Và sau này lỡ anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm. Không, tính anh nóng tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh người phụ nữ nào em ơi. Đây đâu cần đánh phụ em. Phụ nữ như là một bông hoa, mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh. Thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi. Tình trường của thầy sao đâu. Rồi thầy? Nghe thầy chơi thể thao dữ lắm, chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm, chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à. Dạ, em tưởng là Việt Cường khen. Đúng vậy chị. Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực, thì hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ vỡ ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng ngồi coi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi đến như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em. Vừa giảng dạy vừa công tác đoàn. Thì nói chung là đi nó cũng hơi bất cập. Thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ. Ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình niềm tin xanh, ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ là phải đi ban đêm. Thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là ban đêm như vậy.
cứ mong muốn là dạy hết 5 giờ thì phải về. Nên hai vợ chồng có những cái xích mích gây gỗ, rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn, dẫn đến người lớn khó hàn gắn. Hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai anh? Bạn? Dạ, hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị. Đó là hoàn cảnh của anh bên đây. Thôi còn bạn gái, cái con đường tình của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không? Thời sinh viên thì em cũng có quen một mối tình sinh viên, sau đó chuyển sang thích bạn thân của em. Hai đứa thích nhau đó, quen luôn. Trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra. Thì sau cái mối tình đó thì cũng 2 năm rưỡi rồi, cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới. À, vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi. Dạ. Cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không? Anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao. Tại vì ai cũng có quá khứ hết á. Quá khứ của em cũng khó quên lắm. Nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ. Không, đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con, cho nên con thì cùng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà. Tại vì con là con chung. Cái việc đó thì em cũng chấp nhận được. Tại vì một người sống có tình cảm, có trách nhiệm thì sẽ như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh không có đi nữa em. Anh cũng hết tuổi đoàn rồi. Em 36 cũng hết tuổi đoàn. Hết tuổi đoàn rồi, đâu có đi như hồi xưa nữa đâu, sợ. Nhưng mà em còn đi nhiều lắm. Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á. Ủa vậy hả? Xong rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm. Như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều, bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi. Rồi. Hả? Thế bây giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai mình như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi, giờ này cũng không có. Gì đâu tan nát? Đâu đến mức mà bi quan thế. Ha? 36 tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời. Bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì mỗi người lý tưởng là công việc ổn định là được, cao khoảng 1m65 trở lên, trắng đen cũng được nữa, đừng trắng có hói chứ không trắng nổi rồi hả? Em cũng dễ lắm, nhưng dân mà đừng có hói kìa, đừng có hói chứ đừng có bụng bự, với lại đừng có hút thuốc. Đừng hói, đừng bụng bự, đừng hút thuốc. Thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự. Nhưng mà có hói không? Chút kiểm tra chứ tôi cũng không biết hói sao. Qua coi. Ủa à, thầy có hút thuốc không thầy? Dạ có chị. Hút nhiều không? Dạ em ít lắm. Nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa, một người Bến Tre, một người Bình Dương, thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao? Nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần. Còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi, Facebook, Zalo, Tango, như là Viber này kia vân vân, thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn. Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Cằn nhằn, có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia, về nhà thì nói như thế nào cũng được, mà cái trước mặt đám đông mà, rồi có những thái độ mà nó hơi quá lố thì ở trước đám đông. Một cô giáo mà rất là điềm đạm, rất biết cách cư xử ha. Hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha. Thôi không có bụng bự, không có đầu hói, đừng lo nha. Xin chào em, dễ thương. Ta nói xa mà cách lòng, em có sợ điều đó không? Em cũng sợ. Thật sự chương trình cũng không muốn cho các bạn quen xa, làm mai mối xa đâu. Nhưng bởi vì cái sở thích, những cái điều các bạn thích đó rất hợp với nhau, hai người hợp nhau lắm, nên chúng tôi cho gặp nhau. Cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm. Xa nhưng mà nó hiểu nhau, mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần. Với lại em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau. Đúng. Còn rồi, nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian. Anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình, rất là thật, anh mới nói tất cả những điều đó ra. Tùy hai người thôi nha. Anh giờ thăm lần luôn anh luôn lên, em có cái này tặng anh. Không, cái này tặng chị Cát Tường trước. Nè em làm đó hả? Cảm ơn nha. Khéo tay quá ha. Rồi, khéo tay quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không em? Em có đi với em gái với lại chị đồng nghiệp đó. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Theo như em thấy thì anh này cũng nhìn cũng được, cũng thật thà. Em muốn hỏi anh là tính chị em rất là hay dễ khóc, cho nên là em không biết là có luôn dỗ dành và an ủi chị em hay không ạ? Anh rất là nâng niu và chiều chuộng phụ nữ. Em hy vọng là anh sẽ luôn làm cho chị em cười và hạnh phúc. Trời ơi, em gái nhỏ mà nói chuyện dễ thương dễ sợ. Rồi thầy giáo đi với ai? Dạ đi với hai em họ, có học trò, hai bạn học đại học chung ngày xưa. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô giáo ạ, và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Thì em là cựu học sinh của thầy Sự ạ. Cô rất là dịu dàng,
nhẹ nhàng. Không biết là cô ngâm thơ có hay không, nhưng mà đối với cái giọng này thì khi mà đọc thơ thì chắc là hay lắm á. Em thấy thì tính cách với lại là những cái sở thích của hai người thì là khá là tương đồng với nhau. Ngại một cái là khoảng cách về địa lý thôi. Quá trình hai người hẹn hò thì có thể dùng Sài Gòn làm nhịp cầu nối. Đến thì cứ gọi em ra, em sẽ làm nhịp cầu nối đối với thầy và cô. Hay quá, học trò hay quá. Dễ thương quá. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nhé. Kéo màn lên. Rồi, mời thầy giáo. Anh chào anh. Anh có mang tí hoa thơm trái ngọt của Bến Tre đến gửi tặng em. Em cảm ơn anh. Đặc sản Bến Tre. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, bây giờ không gian, thời gian là của các bạn. Thì anh như nãy giờ tâm sự thì em cũng biết rồi, cuộc đời anh nó cũng mấy ngày vậy trời. Anh chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim. Nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả. Ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này, gọi là trang giấy mới. Ở đây anh có cái hộp quẹt, anh nhờ em bật cái hộp quẹt lên giùm anh. Đốt thiệt luôn hả? Em cứ đốt đi. Thầy nhiều tài quá. Thầy còn gì tài nhau nữa không thầy? Muốn em gì? Có thể đá bóng được. Em không sử dụng chân, em sử dụng đầu được không ạ? Được. Hay quá. Thế anh thấy em sao? Em rất là đẹp và dịu dàng. Trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm. Nó phù hợp với anh. Bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn, mười mấy năm công tác đoàn. Thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn. Dạ. Anh thấy em có hiền không? Cái này thì anh chưa biết, em mới tiếp xúc. Bữa em đi coi bói, xong cái anh coi bói bảo là cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu. Chưa có chạm tới cái dây dữ thôi. Em cũng có lúc nóng giận á, nhưng mà khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nhiều lắm. Thế anh có kiên nhẫn để nghe không? Anh rất kiên nhẫn, nhưng mà mình nói với cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không được, nói chung là chối tai á. Không, em cũng biết mà, mình nói để cho người ta hiểu mình á, chứ không phải là cãi nhau chứ chế lên. Nói chung mức lương anh thì cũng ổn định, đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con. Ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái, gọi là cái du lịch chở khách đi câu. Chở khách là đi ghe ha, chèo ghe. Dạ. Tức là cũng có đi câu cá. Em cũng thích đi câu cá. Ở miền Tây vui lắm em ơi. Anh mời em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh. Quê mẹ em ở Tiền Giang á, cho nên em cũng thích về miền Tây lắm. Tiền Giang là ở đâu em? Ở Cây Lậy á. Cây Lậy. Nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó, anh có dẫn em đi qua thăm con anh không? Cái điều này là phải do bản thân em, là em có thông cảm ở nơi anh, thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng. Câu cuối là hay nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi, một bên là cô, một bên là thầy. Vấn đề hai trái tim cùng chung nhịp đập hay không? Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Nào, Thầm lấy quà của mình đi. Tại sao thầy giáo lại để tay vào tim? Dạ, con tim em đã ấm trở lại ạ. Đã ấm trở lại. Dạ. Đừng, bây giờ nó hết bấy nhầy rồi đúng không? Nói sao bị bi quan quá, lạc quan lên chứ gì đâu mà tan nát bấy nhầy. Không, cái từ đó miền Tây hay dùng thôi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau, cầu chúc những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc nhất sẽ đến sớm với họ.